Xin chào mọi người, các bạn có khỏe không? Hôm nay mình lại gặp nhau rồi. Và với video này thì mình sẽ làm về chủ đề Unbox và túi của Charles and Keith tháng 5. Các bạn có mong chờ không nào? Nếu mà mong chờ thì hãy bắt đầu luôn nhá. Trên tay Linh là hai cái túi mới của Charles & Keith. Tại sao mình lại ra video này? Vì mình thấy là ở Việt Nam thì Charles & Keith được mọi người rất là yêu thích và sử dụng rộng rãi như một món đồ bình dân xa xỉ. Và cũng với cái nhu cầu đó thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để mình sẽ review cho các bạn về bộ sưu tập mới này của mình. Chiếc túi đầu tiên thì mình đang cầm trên tay thì các bạn có thể thấy mẫu này thì có 5 màu như các bạn thấy trên web rồi, nhưng mà cái màu cam ấy của nó thì khi mà vừa ra thì nó đã hết rồi, vì mọi người ở Việt Nam có vẻ là mua rất là nhiều đồ của Charles & Keith này, các bạn nào bán hàng ấy. Thế là mình khá là kém may mắn khi mình đã mua được cái màu này, mặc dù là mình thích màu cam hơn, nhưng mà màu này thì cũng rất là xinh đúng không, trông nó rất là trẻ trung năng động. Nói về cái bề ngoài của nó một chút nhá, thì cái mẫu này là mẫu tầm size chung thôi, thì các bạn sẽ đựng được một số mỹ phẩm này trong đây. Đấy, thì cái túi này là chất, cái này nó làm bằng nhựa, nhưng mà sờ đây thì nó sẽ rất là mềm và mịn. Đằng sau này cũng tương tự như thế và nó không quá là trong nhá các bạn, nó mết nên là nó sẽ có một lớp lơ, nó bị mờ đi thì mình cũng không thể nhìn rõ tất cả mọi thứ bên trong. Về phần điều chỉnh thì mình cũng thấy rất là ưng rồi. Đây, thứ hai là chiếc quai này. Với chiếc quai này thì các bạn có thể điều chỉnh được dây, nhưng mà nó có một chỗ bất tiện, đấy là nó sẽ hơi bị phình ra ở hai bên, hơi như thế này một chút đó, các bạn thấy không? Thì cái phần này nó sẽ không điều chỉnh được vì nó đã được ghim vào đây rồi. À sorry, cái phần này mình có thể điều chỉnh được nhá. Cái điều chỉnh được cái quai này, các bạn muốn cho nó dẹp xuống cũng được, các bạn nó cho nổi nó lên như thế này cũng được, nhưng mà mình thấy thì nếu mà cho dẹp lên thì nó mất công quá, tại vì cái này nó cũng rất là dễ bị xấu. Thế nên mình recommend các bạn nên để cái quai này như thế này thôi. Còn cái chiều dài ở đây thì các bạn có thể thay đổi được giống như một chiếc thắt lưng nhá. Rồi, còn bên trong này thì đựng được điện thoại này, một chiếc ví này, và có thể một vài thứ linh tinh nhỏ nhỏ như mỹ phẩm hoặc là kem chống nắng được. Và cái ví này nó có một điều bất tiện ở cái phần khóa này, khi các bạn mà cái ví này nó không căng ấy, cái túi này nó không căng ấy, thì mình sẽ hơi khó một chút là để mình ấn cái này vào, cái khóa này vào. Vì nếu các bạn ấn nó trượt ấy thì cái phần này nó, cái phần ổ khóa này nó rất dễ bị
chợ bị xước ra. Các bạn nên cẩn thận một chút khi mà nắp cái này vào. Thôi, vì cái ví này rất là xinh. Và tiếp theo là mình thấy cái phần giá của nó là 50 đô ấy, thì khá là rẻ cho một chiếc túi này. Mình thấy giá đấy là hợp lý với một chiếc túi thời trang hiện nay rồi. Tính ứng dụng thì nó sẽ được đeo cùng với những cái quần áo mà áo phông này, những quần áo mà basic một màu thôi, thì mình nghĩ là nó sẽ hợp và nó sẽ trẻ trung, như quần jean chẳng hạn, áo phông quần jean. À, đây mình sẽ đeo thử cho các bạn nhé. Mình cũng phải rất là cẩn thận vì mình cũng rất là giữ túi, mình còn giữ cả nguyên cả mác luôn, đến bao giờ mà mình chán hoặc là mình sẽ give away hoặc là mình sẽ bán nó đi. Đây, mình cũng sẽ đeo qua vai như này. Hoặc khi các bạn mặc áo phông trắng hoặc áo phông đen basic thì các bạn có thể đeo chéo nhé. Khi đeo chéo thì các bạn hãy nới ra một chút nó dài hơn để trông cho nó thoải mái, tự tin hơn. Còn cái bộ này của mình nó thực sự là nó không hợp cho lắm, nhưng mà mình vẫn mặc thì các bạn có thể hình dung được là nó không hợp như nào ấy. Tại vì cái bộ này của mình nó hơi, cái phong cách nó hơi khác một chút so với cái túi này. Thì cái túi này sẽ mặc với đồ khác nhưng mà thực ra mình hơi lười để thay đổi. Với chiếc túi này mình đang cầm trên tay thì đây là một chiếc túi hình bầu dục và nó khá là nhỏ. Và các bạn thì có thể đeo cái túi này đi tiệc à? Cái dây xích nó mà mình hơi thấy nó hơi lằng nhằng một chút. Nhưng mà cái mình lại không thích mấy cái dây mà nó ngắn tầm này. Tức là đeo vào nó cảm giác là nó không thay đổi được độ dài và nó cũng chỉ là được một kiểu này, hoặc là mình sẽ cầm như thế này thôi thì nó hơi ít option để cho mình có thể chọn. Rồi bây giờ anh, với chiếc túi này đầu tiên thì mình mua về thì mình sẽ có một cảm giác đấy là chiếc túi ở ngoài đời nó không được như cái màu mình mong muốn, giống như là khi mà mình nhìn trên web. Đây. Đấy, các bạn có thể thấy, tức là cái màu thôi, còn cái dáng thì mình đã biết là cái dáng nó như thế này rồi. Đây là hình cái dáng hình bầu dục và nó có hai cái quai dây sắt, và đây là cái quai dây mà người ta sẽ quấn cái vải satin vào. Cái vải này thì nó cũng bình thường thôi, nó không có gì đặc biệt lắm. Và thứ hai, cái da của nó cũng thế. Và chiếc túi này có giá là 68 đô. 68 đô thì mình nghĩ là nó hơi đắt so với một chiếc túi như này. Mình cảm thấy là cái da nó nên đẹp hơn nữa một chút nữa, và cái màu nó nên xanh hơn thì mình sẽ ưng hơn. Đây là bên trong của nó. Bên trong thì có thêm một ngăn nhỏ, ngăn khóa nữa để các bạn đựng tiền chẳng hạn. Và ba ngăn nhỏ để đựng card, thẻ này, chứng minh thư các thứ thì các bạn có thể để bên góc này được, hạn chế. Điều mình thích ở cái túi này đấy là cái khóa nam châm này của nó. Nó sẽ dùng được lâu hơn và mình sẽ không cảm thấy là dễ bị cháy xước. Và trên mặt này là chữ Charles and Kate in nổi. Nó không có ảnh hưởng gì hết. Và chiếc khóa này nó khá là sáng và chắc chắn. Mình ưng cái này. Cái này các bạn có thể muốn tháo cái lớp xích satin này ra thì các bạn cũng có thể tháo ra được. Đây, cái phần hông này các bạn có thể nhấc cái này ra được và tháo ra nếu mà không thích hoặc cảm thấy cùng kềnh, hoặc tháo cái dây ngoài này ra nếu các bạn muốn mà chỉ dùng cái dây satin này thôi để cầm tay thôi. Đây, với chiếc túi này thì các bạn có thể mặc jumpsuit hoặc là các bạn có thể mặc nhiều cái kiểu sang chảnh hơn. Hoặc cái túi này khá là đa năng, mình nghĩ là khi các bạn mặc áo t-shirt là gọi gì? T-shirt? Áo phông. T-shirt là áo phông của? Áo phông, t-shirt là áo phông, shirt là áo phông. Sơ mi. Cái này có thể dùng được cho áo, mặc được cho áo sơ mi mặc với, nhưng mà cái màu sắc của nó thì nó hơi hạn chế một chút. Là các bạn có thể mặc với màu đen và màu trắng, những cái màu mà basic thì nhất ấy. Màu đen, màu trắng thì mình nghĩ là sẽ là hợp nhất. Nhưng mình đang mặc bộ da màu đen thì nó cũng hợp với cái phong cách này.
Và cái kiểu thứ hai là mình muốn đeo cái mình muốn xách cái dây ngắn này thôi. Và các bạn có thể tháo cái dây dài này ra được. Các bạn không dùng nữa, mình thì vẫn mình sẽ kẹp tạm lên đây nhá. Với cái này thì các bạn có thể mặc với váy body. Đây, có chiếc túi này thì các bạn có thể xách như thế này, trông nó rất là sang chảnh và rất là quý phái. Khi các bạn mặc đồ đi dự tiệc này, đi đám cưới người yêu cũ này hay là gì các cũng được hết, hoặc là xách đi chơi, đi cà phê gì uống trà với bạn bè đều được. Mình nghĩ là túi này thì nó sẽ thông dụng nhiều hơn và dễ dễ phối với các cái kiểu váy và quần áo với các kiểu phong cách hơn là so với chiếc túi hồng kia. Nhưng mà có cái màu nó hơi hạn chế một chút là khi màu trắng và màu đen sẽ làm cho túi này nổi bật nhất. 8 trên 10 điểm. Đấy là cái thang điểm của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn trong những video sau.